Thành phố Poko nằm trên ngọn núi cùng tên tại tỉnh Kampot của Campuchia được biết đến là một thành phố bị lãng quên, từng là nơi được chọn làm bối cảnh quay cho hai bộ phim ma nổi tiếng của thế giới. Thế nhưng giờ đây, Poko đang bừng tái sinh lại nhờ công nghiệp du lịch. Đây là quan cảnh một thành phố cổ nằm trên cao nguyên thanh xuất Poko, tỉnh Kampot, Campuchia. Ngọn núi này cũng mang trong mình nhiều câu chuyện kỳ bí trong tác phẩm Núi Tà Lơn, một tên khác của Poko của nhà văn Sơn Nam. Vẫn còn nhiều chứng tích hoang tàn của một thành cổ do người Pháp và nhà vua Caesar Minivon xây dựng, như là một khu nghỉ mát của hoàng gia và toàn quyền Pháp vào những năm 1917. Một nhà nguyện cổ trên đồi bỏ hoang nằm ẩn hiện trong sương mù. Xa xa ẩn hiện là một tòa nhà cổ từng là khách sạn và là sòng bạc của hoàng gia và toàn quyền Pháp được xây từ những năm 1917. Trải qua chiến tranh và nạn diệt chủng bonbot Bot, Boko bị tàn phá và quên lãng trong suốt một thế kỷ. Đó cũng là lý do mà nhiều người gọi đây là thành phố Ma, và cũng là nơi mà các nhà làm phim chọn là bối cảnh của hai bộ phim ma City of Ghosts năm 2002 của đạo diễn Matt Dillon và bộ phim kinh dị ma Our Point điểm chết vào năm 2004 đến bao con ngày nay thành phố như đang được tái sinh sau một giấc ngủ dài từ những năm 2000 thành phố này được tái thiết kế xây dựng bởi tập đoàn Shokha của ông Ovna Shokun một nhà đầu tư người Khmer gốc Việt một khu phức hợp nghỉ dưỡng rộng hàng ngàn hecta bao gồm công viên quốc gia một resort đang được khai thác có tên là Thansabokor Resort, 4 sao và khu nghỉ phức hợp, khu biệt thự nghỉ dưỡng vui chơi giải trí đa năng trong tương lai. Ông Jean-Claude Bernard là tổng quản lý Thansabokor Resort cho biết vào những ngày đỉnh điểm, Bokor có thể đón 70.000 lượt khách đến tham quan. Soka Group đang đầu tư rất nhiều vào mảng du lịch tại Campuchia tính luôn thanh Suboco Resort, hiện giờ có 574 phòng và sẽ tiếp tục được nâng lên 800 phòng đến cuối năm nay. Du khách đến Boko chủ yếu là người bản địa, nhưng chúng tôi cũng đang thu hút du khách từ nhiều nơi trên thế giới. Một lượng lớn khách cũng từ các nước lân cận như Thái Lan, Việt Nam, Lào, Myanmar, nhưng trọng tâm vẫn là khách Campuchia. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Lửa Việt, cũng đồng thời là một hướng dẫn viên dạo cội cho biết, Boko đang là một trong những tour mới rất thu hút nhờ còn nhiều nét đẹp hoang sơ và lạ lên đây thì mình thấy cái cảnh quan quá sức đẹp. ngồi cái chuyện khí hậu bây giờ tìm đâu ra một cái đồ cao, khí hậu trong lành vừa rừng, vừa cao nguyên và lại sát biển mà lại không bị... Đây là hình ảnh cánh đồng cây nắp ấm, một loại thực vật ăn thịt côn trùng, có đủ loại màu sắc từ màu đỏ thẳm đến màu xanh nhạt, mọc trải rộng trên cả một ngọn đồi, nên còn được gọi là đồi Linga. Cách đó không xa có thể trải nghiệm yoga tại trung tâm thiền Thạch Lâm của Bò Co, ngay bên dưới những phiến đá là một hang động tự nhiên. Rời Thạch Lâm chừng 10 phút lái xe là hai cánh đồng đá cổ với những hình thù độc đáo do tự nhiên tạo thành, được gọi là cánh đồng 500 mẫu và cánh đồng 200 mẫu, cung đường mà khách thích khám phá bằng xe đạp hoặc xe máy. Cũng nằm trong khuôn viên vườn quốc gia Monivon là dòng thác hai tầng Pokvin, chảy từ cao nguyên xuyên qua một cánh rừng nguyên sinh. Ngoài thiên nhiên, Boko còn một ngôi chùa cổ có tên là chùa Năm Thuyền Ram, gắn với câu chuyện truyền thuyết về hoàng tử Breton. Một trải nghiệm không thể bỏ qua là đạp xe khám phá ngôi chùa huyền ảo trong xương vào sáng sớm. Từ trên đỉnh đá ngay bên tháp chùa có thể đón bình minh và nhìn thấy đảo Phú Quốc của Việt Nam. Ở độ cao 1080m so với mực nước biển, bò co một ngày có đến 4 mùa. Dù đang tái sinh, nhưng bò co vẫn thoát ẩn thoát hiện giữa thiên nhiên biệt lập. Điều này khiến bò co vẫn giữ một màu huyền bí và đầy sức hút khó tả.